Zoro chạm trán với vị trưởng lão đầu chọc này tại đảo tương lai, chỉ biết cười thôi nè mà. Chào mừng các bạn đang quay trở lại băng hải tặc mình Red. Có khi nhiều bạn cũng không nhớ được tên của vị trưởng lão này đúng không nào? Mình xin nhắc lại ông ấy có tên đầy đủ là Ethan Baron V. Nasser Zero, hay còn được gọi tắt là Venus, sao kim trong hệ mặt trời, là người đảm nhận lĩnh vực quản lý tài chính của chính quyền thế giới. Sức mạnh trái quỷ của ông ta cho phép biến đổi dạng Zon thành một loại yêu quái cao với hai chân và hình đầu người rõ ràng nhất trong số tất cả những người còn lại, kèm theo cả một dải khối được cho là thức tỉnh. Trong trạng thái này, ông ta có thể chịu đựng đòn tấn công bằng lửa của Sabo mà không hề bị suy diễn. Trong số 5 vị trưởng lão, chỉ có một mình Thánh Venus là sử dụng kiếm. Và cách đây hơn một năm, mình có đưa ra giả thuyết cho vấn đề Zoro sẽ phải đối mặt với vị trưởng lão này trong tương lai. Giờ Ngũ Lôi Tinh tập hợp tại hết cũng có nghĩa là cơ hội này được mở ra dành cho Zoro. Thế nhưng làm cách nào mà Zoro đủ trình để chơi với một Ngũ Lôi Tinh? Đó là lý do khiến mình bật cười khi Oda tạo ra cái tình huống rất oai ầm. Tuy nhiên, không cần phải chiến đấu và chiến thắng, chỉ cần Zoro nhìn thấy được một vài điều từ vị trưởng lão này thì người ta sẽ nhận ra rằng để trở thành kiếm sĩ giỏi nhất trên thế giới không có nghĩa rằng phải đánh bại được Mihawk mà cần những điều khác tuyệt vời hơn rất nhiều. Thánh Venus sẽ cho Zoro một bài học đắt giá trong hành trình trở thành kiếm sĩ mạnh nhất của anh ta. Vậy thì bài học này là gì và cái giá Zoro phải trả ra sao? Các bạn đừng quên theo dõi đến cuối video này cùng với rất nhiều dữ liệu mình đã tìm thấy được và gửi đến cho anh em ở trong băng. Cũng đừng quên đăng ký kênh và cập nhật cái tin tức One Piece mới nhất, nóng nhất từ mình nha. Cảm ơn tất cả anh em rất rất nhiều. Hai phần trước mình đã phân tích về cuộc chiến của Luffy với Kizaru Satan, cùng với đó là kế hoạch thiên tài của vị tiến sĩ Vegapunk không tiết lộ sự thật của thế giới. Giờ thì mình sẽ đi sâu hơn trong vấn đề sự xuất hiện của 5 vị trưởng lão ở trên đảo, nó tác động đến các thành viên còn lại trong băng mũ rơm ra sao. Lúc này thì Zoro vẫn đang giao tranh với Ruffy ở tầng trên, Jinbei đang đến, và dĩ nhiên để Jinbei phối hợp với Zoro hạ đầu ván Ruffy là không thể nào xảy ra, bởi vì hải tặc như Jinbei luôn tôn trọng cái đạo của ông ấy, không can thiệp vào trận chiến của hai người đàn ông để đánh bại một người trong số bọn họ, mà mục đích của Jinbei là ngăn cản Zoro và tháo chạy càng sớm càng tốt khỏi đảo tương lai. Nếu đặt vai trò các bạn vào trường hợp của Ruffy, khi mà Jinbei đưa ra hồi giải không cho giao tranh tiếp thì Ruffy có dám chơi tới nãy hay là không? Sao mà dám? Jinbei đã chủ động không đánh hội đồng nhằm bảo vệ an toàn cho báo thủ, mà giờ động thủ thì coi chừng toàn. Dù gì thì Jinbei và Zoro cũng là đồng đội trong một bàn. Để cho Ruffy cứu cả cơ thoát khỏi đảo là diễm phúc của anh ta lắm rồi. Protocol vẫn đi không ngừng nã đạn vào bên trong, lớn ngớ là không kịp thoát xét cái đường nối chi là bảo toàn cái danh dự hảo huyền. Gáy thì cũng nhiều rồi, nhưng mà chơi tắt tay thì chắc chắn là không dám. Vì thế mình dự đoán rằng trận chiến của Zoro và Ruffy kết thúc mà không phân định thắng thua khi Jinbei đến nơi. Mỗi người sẽ làm các nhiệm vụ khác nhau. Và như đã nói, Ruffy cần phải cứu người anh em của mình là Kaku vừa bị Sanji nhốt trong bóng năng lượng. Kaku cũng đã bị thương bởi các Seraphim nên giờ cũng chẳng khác nào là một quả tạ. Ruffy không phải là máu lạnh đến mức bỏ mặc những người đồng đội và sinh ra tử với mình. Cứu Kaku là cái chuyện cần phải làm lúc này của anh ta. Về phía của Zoro, Zoro cùng với Jinbei nhất định phải đến vị trí của nhóm Nami, Chopper và Usopp hoặc ngăn cản con tà Sunny trước khi nó tông vào trong hệ thống là dây phòng vệ. Mình thì có cảm giác rằng để cứu con tà Sunny là nhiệm vụ của con robot cổ đại. Nó đã được đánh thức và cử động khi nghe âm thanh nhịp tim của Zoboy, tức là hình dạng gây nằm của Luffy. Chỉ có kích thước khổng lồ của nó mới có thể chắn lại kịp thời con tàu to lớn của băng mũ rơm mà thôi. Bởi vì giờ đang tách biệt hai phần từ vòng cực, người khổng lồ dường như không thể nào lên trên được. Còn ở bên dưới, Satan đang triệu hồi 4 lão già còn lại lên trên đảo. Mình dự đoán rằng cả năm lão sẽ xuất hiện trong dạng Zon với bộ dạng hết sức gớm ghiếc. Tấn công Luffy không phải là nhiệm vụ trọng tâm, mà năm vị trưởng lão cần phải ngăn cản được đoạn ghi hình của Vegapunk được phát đi trên toàn thế giới mà không thể can thiệp từ xa. Chỉ có một cách duy nhất là lên trên phòng thí nghiệm bất chấp hệ thống rào chắn là gì để tắt đoạn phát này. Rõ ràng ở trên đó thì không còn một ai thuộc phe chính phủ có thể tắt được nữa rồi. Ruffy đã bận làm một việc khác sau khi mà tạm diễn hòa với Zoro nhờ Jinbei. Nói cách khác là Jinbei đã cứu anh ta một mạng. Một mình Satan bị Luffy tấn công tới tấp nên không thể nào lên trên được. Zoro đã bị đả bại, nằm ôm đầu của mình dưới con tàu và không thể nào không bắt được nữa. Luffy thì từng được tác giả Oda cho thấy cậu ta có khả năng đi qua rào chắn, dù hơi vất vả một chút nhưng vẫn làm được chứ không phải là không. Cho nên Luffy sẽ theo cả năm lão già lên trên đảo vì đồng đội của cậu ta còn đang ở trên đó. Usopp, Nami, Chopper không thể nào kháng cự lại nỗi sức mạnh của những con quái vật kỳ, mà mình thậm chí cho rằng cả Zoro. Mình tin chắc một điều như thế. Tại sao ư? Đơn giản là dựa trên Sanji thôi các bạn ạ. Sanji đối mặt với Satan mà không thể làm bất cứ một hành động gì để khiến cho vị trưởng lão này gặp khó khăn. Hành động lớn lao nhất của Sanji làm được là chạm chân vào chân của Satan khi lão ta tấn công Kuma. Mình thì thấy chuyện đó nó quá dễ dàng đi, giống như Sanji mượn lực của Satan làm chệch hướng, quá đơn giản. Giống như kiểu một người đấm tới, khi bạn chạm vào cánh tay của họ thì cú đấm sẽ bị chệch hướng mục tiêu ban đầu. Phương thức này gọi là mượn lực trả lực, lấy nhu chơi cường trong thái cực quyền. Và hôm bữa mình cũng thử rồi, thằng kia nó đấm mình một phát, mình cũng đưa tay lên gạt tay nó ra và chúng ngay con mắt bầm tím luôn. Nói vui thế thôi chứ rõ ràng cú đá của Sanji vào Satan chỉ là mũi cắn chứ không phải là cái điều gì to tát hết.
Ngược lại, khi mà chạm chén với Satan thì Sanji không đủ sức thoát ra khỏi sự khống chế, dẫn đến bị dính đòn trừng trị đạo điện. Sanji bất lực trong mọi hành động trước mặt của Satan, bị áp đảo hoàn toàn, và cái này người ta gọi là bị ao trần. Zoro thì sức mạnh cũng ngang ngửa Sanji mà thôi, nhưng ông lại bảo là Zoro sao mà ngang được, Zoro mạnh hơn chứ. Ủa sao biết? Mình thấy là Zoro với Sanji trong băng như chó với mèo, đánh đấm nhau quá trời quá đất bất phân thắng bại, làm sao mà gọi là hơn? Dựa vào Haki báo vương ư? Chưa chắc đâu. Đông Trinh Sao là một minh chứng rất sắc nét, dù ông ta có Haki báo vương đi nữa cũng chưa chắc gì để mạnh hơn những người cánh tay phải ở trong băng Tử Hoàng. Mạnh hơn hay yếu hơn chỉ là do người xem tự nhận định mà thôi. Chẳng hạn như mình fan Zoro, mình bảo Zoro mạnh hơn Sanji, hoặc bạn mình fan Sanji bảo mạnh hơn Zoro, xong rồi ham cãi nhau chứ chế mà chẳng có kết quả. Hãy cứ tạm cho họ là cân bằng với nhau, với danh xưng là đôi cánh của vua hải tặc. Còn ông nào bảo Luffy thuận cánh trái là cánh phải gì đó nữa thì thua thiệt luôn á. Trong Sanji bất lực như vậy rồi, thì thứ hỏi hiện tại Zoro làm sao đủ sức để có thể chiến đấu với 105 vị trưởng lão nếu họ đặt chân lên trên vòm cực, đúng không nào? Đó là mình đang nói về diện còn khỏe còn trâu, chứ Zoro nãy giờ bị báo quần quá trời, thở hầm học, kêu chiến tiếp chắc khóc thét. Vậy thì diễn biến gì xảy ra khi mà 5 vị trưởng lão đặt chân lên trên đó để ảnh hưởng đến Zoro? Luffy chắc chắn sẽ cùng 5 vị trưởng lão kéo lên trên vòm cực để chiến tiếp. Sức mạnh tập thể của 5 lão già là vượt trội so với băng mũ rơm lúc này. Cái thằng Nika cũng đến giới hạn trong vài phút nữa, rồi chờ tự thần tới rước mà thôi. Nên Luffy sẽ cảnh báo Zoro và những người khác mau chóng xuống phía dưới. Mình sẽ theo xuống sau, rồi các bọn sẽ cùng tẩu thoát dưới sự giúp sức của băng hải tặc người khổng lồ. Con robot cổ đại lúc này cũng di chuyển và nghe lệnh của Luffy, giúp đỡ băng mũ rơm bằng cách chặn con tàu Sunny để đưa họ xuống phía dưới an toàn, tránh cho con tàu bị hư hại. Và thế là mọi thứ đã hoàn tất, chỉ còn chờ Luffy nữa là mọi thứ sẽ ổn thỏa. Nhưng đối với Zoro, anh ta ít nhất sẽ chạm chén với Thánh Phoenix trong một vài đòn và nhận ra rằng trình độ của mình hoàn toàn kém xa Ngũ Latin. Nói về diện sức mạnh của Ngũ Latin thì các bạn cũng thấy được quá rõ thông qua Thánh Satan. Ở Thánh Phoenix có một thứ đặc biệt khác là thanh kiếm trong tay của ông ta. Khi các bạn xem lại đồ 5 vị trưởng lão rút vũ khí ra để chuẩn bị giết vua Korra, ai nấy cũng xách ra một khẩu súng lục, riêng cái Thánh Phoenix là dùng thanh kiếm trong tay. Chứng tỏ được lão ta là một kiếm khách cực kỳ mạnh, và chưa kể lão còn lao thanh kiếm của mình một cách rất tỉ mỉ mỗi khi xuất hiện chapter 594, sử dụng quả bóng lụa Uchiko để kiểm tra bảo dưỡng thanh kiếm lâu ngày không được sử dụng. Giờ là lúc thanh kiếm đó được trình diễn một phần năng lực đặc biệt của nó. Dựa trên hình dạng chuôi kiếm, chúng ta dễ dàng nhận ra được thanh này thuộc qua dòng kiếm Kitetsu do tổ tiên của gia tộc Kozuki tạo ra. Thanh hạng nhất được gọi là Sōdai Kitetsu, thanh hạng 2 được gọi là Nidai Kitetsu, hiện có ở Wano, và thanh hạng 3 là Sandai Kitetsu trong tay của Zoro. Cũng có nghĩa thanh kiếm trong tay của Thánh Phoenix chính là Sōdai Kitetsu đã bị mất tích trong hàng trăm năm qua. Giờ đây thanh kiếm đã được sử dụng lại trong tay của Ngũ Latin. Sōdai thuộc một hạng cực phẩm đại bảo kiếm, cung cấp độ với Zoro của Mihawk. Và dòng kiếm này thường thấy mang một sức mạnh nghiền rũ cực kỳ gây rợn. Khi thần phục được sẽ mang cho người dùng những sức mạnh rất đặc biệt. Dĩ nhiên khi mà Thánh Phoenix dùng Sōdai để chiến đấu, lão ta chắc chắn sẽ khiến Zoro cảm thấy tò mò về thanh kiếm báo này. Và chưa kể thanh Sandai Kitetsu trong tay của Zoro cũng có phản ứng nào đó khi gặp tổ tiên của nó. Từ đây, các hé lộ về nguồn gốc của Thánh Phoenix, một trong số những vị trưởng lão quyền lực nhất thế giới, sẽ trở thành cơn sốt trong các diễn đàn của One Piece. Người xem sẽ bắt đầu tìm hiểu về thân thế của vị trưởng lão này nhiều hơn, như thế chẳng phải sẽ rất thú vị hay sao? Cuộc đối đầu với Thánh Phoenix sẽ cho Zoro nhận ra rằng bản thân của anh ta còn quá non kém, dù cho đánh bại được King mà thậm chí cả Mihawk đi nữa. Bởi vị trí kiếm khách mạnh nhất trên thế giới thuộc về Thánh Phoenix, người điều hành thế giới trong bóng tối nhiều thế kỷ qua. Chỉ một cuộc chạm trán nhỏ của Zoro và Phoenix nhưng sẽ mang lại rất nhiều hiệu ứng lớn cho One Piece trong giai đoạn về sau, cho giá trị của các thanh kiếm và ước mơ của Zoro. Mình tin rằng khi mà ba thanh kiếm của Zoro chạm vào Sōdai Kitetsu sẽ xảy ra một cái hiệu ứng đặc biệt nào đó mà Zoro cũng không hiểu là gì. Anh ta cũng nhận thức được cấp độ sức mạnh của mình đang ở đâu để không ngừng luyện tập nâng cao kiếm thuật hơn nữa trong tương lai. Đối thủ tiếp theo mà Zoro dường như cần phải hạ gục chính là Shiryu. Bởi vì sao thì anh em hãy cứ dự đoán xem. Còn mình dự đoán cho giai đoạn tới thì Zoro đâu đó sẽ bị đánh văng ra khỏi vòng cực bởi sức mạnh của Thánh Venus rất nhục nhã dưới tay của ông ta. Còn bạn thì nghĩ gì về cái phân tích trên của mình đối với Zoro? Hãy để lại một bình luận nha. Bye bye và hẹn gặp lại ở video sau.